Bây giờ nếu mà bảo là người ta bảo là chuộc được anh Sơn về 30 triệu ấy, thì là liệu ông có tiền chuộc không ông? Thật xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục xuống nhà của hai ông cháu của bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực có một cái tin mà muốn nói cho ông, thì phải nói là sau khi mà cháu Lực nhận được thì thứ nhất là cháu Lực muốn truyền tải lại cho ông cũng như là em Mạnh, và thứ hai thì cũng có muốn là chia sẻ lên cho tất cả các bác là cùng biết liệu rằng là cháu Lực có bị lừa không cô bác nhá. Bây giờ thì cháu Lực xin được phép là nói qua một chút. Hôm qua thì cháu Lực cũng có nhận được một cái cuộc điện thoại gọi về cho cháu Lực cô bác ạ. Là cái anh mà trước cháu Lực có chia sẻ lên cô bác, không biết là người ta đang lừa dối cháu Lực hay không. Nhưng mà chia sẻ cháu Lực nói rằng là hiện tại thì đã biết thông tin của bố em Mạnh là làm ở cái công ty nào rồi cô bác ạ. Nói với cháu Lực rằng là bố của Mạnh thì bị lừa là đi vào công ty ma đấy. Có nghĩa là lúc đầu thì đi vào công ty này, xong là cái công ty này làm được 3 tháng, xong là không cho bố của Mạnh làm nữa, là chuyển đi công ty khác cô bác, là bán đi công ty khác rồi. Bây giờ bảo là nếu mà muốn là đưa được bố Mạnh sang Việt Nam ấy, thì phải là mất cái số tiền chuộc đó cô bác. Nó cũng nói thẳng với cháu Đức Duân là mất số tiền chuộc là 30 triệu đồng cô bác ạ. Một số tiền mà rất là lớn. Bây giờ thì phải nói là không biết là nói với ông thì không biết là ông sẽ suy nghĩ như thế nào cô bác. Nhìn thấy từ xa thì thấy bóng dáng của ông là đang có vẻ như là lấy cái gì đó cô bác ạ, lấy một cái vật để mà vất, để mà vất vất lên. Bây giờ thì xin mời các bác là cùng cháu Lực đi xuống nhà của hai ông cháu của bác nhé. Không biết là đến giờ này thì em Mạnh thì đã đi học về chưa? Thấy thời gian vừa rồi thì có vẻ như là thời tiết của bác này mưa khá là nhiều. Đây thì nếu mà các bác ở dưới xuôi hay là chỗ khác theo dõi được là những cái tin tức ở trên vùng cao đấy. Hiện tại thì còn mưa này với lại gió báo nữa. Kèm theo đó là còn có cả mưa đá nữa của bác. Ông thì vừa rồi cháu Đức nhìn thấy là đang ở phía bên kia, thì cho nên là bây giờ cháu Đức sẽ đi ra bên kia luôn. Sau khi mà khoảng thời gian vừa rồi ấy, thì là cháu Đức biết tin là bố của Mạnh là vẫn còn, hiện tại vẫn còn là sống nữa các bác. Cháu Lực cũng đã tìm hiểu rất là kỹ về những cái vụ mà bị lừa sang bên Campuchia và người ta đi theo cái dạng nào các bác. Ở đây thì là bố của Mạnh đi là không có đi theo một cái dạng mà lao động gì cả các bác. Hầu như gọi là đi chui các bác. Nói thẳng là đi chui không cần một giấy tờ gì luôn. Vừa rồi thì thấy ông ở đây không biết là lại đi đâu rồi. Nhìn từ trên cao xuống thì thấy ông đang ở dưới này mà. Thế là dép của ông này, với lại thêm một cái xô nữa, không biết là ông ra phía bên này. Trần Diệu Nghi, em ông ơi. Không biết là ông đang làm gì ở phía bên đấy. Như là hái dâu sao các bác? Hái dâu à ông? Hái dâu à? Chắc là đến tối rồi cho nên là hai ông cháu là chuẩn bị là hái rau là nấu cơm sao cô bác, nấu cơm ấy. Hái rau gì đâu? Đó. Ông hái rau lợn thôi à?
Ồ, cái này là ông trồng cái gì đây? Thuốc lào á? À. Cái này là cũng để cho rau lợn được à ông cái này ấy? Để ông chào tất cả các bác ở trên kênh này không? Ông nhìn ở đây. Chào các bác, các chị nhá. Chào nhu cò đây tí. Đây, ông thì bảo là đi xuống cái này để mà lấy rau lợn đấy các bác. Ông ở đây thì có vẻ như là ông trồng thêm cả cái này là để mà đem đi bán hay là làm gì đâu? À, thế là ông trồng cả cái này gọi là một phần là đem đi bán, một phần là để mà dùng cho cái bản cho đáp ứng cái bản thân của mình đúng không? Cái rau cỏ ông lấy cho lợn là toàn rau này thôi à? À gì? Cái này á? Ồ. Thế là cái này là nó non là vẫn còn là mình ăn được không? Vâng. Đây thấy là ở đây là ông trồng thêm cả rau cải lấn vào nữa đây cô bác này. Mạnh đi đâu rồi ông? À. À thế là Mạnh đi học về rồi không? Hôm qua thấy có cái số điện thoại lạ nó điện cho cháu bảo là nếu mà bây giờ chuộc từ anh Sơn từ bên Campuchia ra là mất 30 triệu đấy ông ạ. Thế là cháu tối muộn rồi thành ra là xuống đây là bảo với ông luôn. Bây giờ nếu mà bảo là người ta bảo là chuộc được anh Sơn về 30 triệu ấy, thì là liệu ông có tiền chuộc không ông? Không có. Bây giờ á? Nếu mà bây giờ là không có chuộc về là vẫn phải là ở bên kia độ chắc là có khi là làm bao giờ hết nợ thì mới được về, thậm chí là còn phải là làm mà thêm gọi là bao giờ mà cống hiến cho người ta hết sức thì thôi đấy. Ở bên kia thì hầu như là cháu Lực cũng theo dõi được là những cái tin mà đưa lên đấy các bác thì thấy rằng là còn bị đánh đập rất là dã man nữa. Sau khi mà anh Sơn đi thì còn để lại cho ông là một khoản ngân hàng là 13 triệu à ông? Là 13 triệu nữa đấy cô bác ạ. Là 10 tháng bây giờ là ông đóng tiền lãi hết là bao nhiêu? Tháng 100. 10 tháng là 100 à? Thế là 1 tháng là 100 cộng với lại thêm là tiền của Mạnh đi học hàng tháng là ông là 1 tháng là ông phải kiếm được tầm bao nhiêu tiền? 1 tháng thì kiếm được 2-3 ngày thì đi được 2-300 thôi mà. Được 2-300 à? Ừ. Thế là anh, thế là ông cũng chỉ là gọi là đi làm có tiền nộp tiền lãi ngân hàng này, nộp đóng tiền cho Mạnh nữa đúng không? Vâng. Thế thì vị chi mà ông đóng tiền lãi ngân hàng này là 100, còn tiền học của Mạnh là 1 tháng là tầm bao nhiêu tiền nữa? Mình 1 tháng là hơn 30. Hơn 30.000 à? Hơn 30.000. Thế là cả gạo nữa là vị chi là đến 100 đúng không? Gạo nó đưa đấy. Năm nay gạo đắt thì sắp đến đấy. Thế mọi lần là Mạnh đi là ông một là nộp tiền là 30.000. Vâng. Một là 1 tháng. Vâng. Còn gạo thì là bao nhiêu ông? Gạo thì 2 cân dưới. 2 cân dưới à? Vâng. Thế là 1 tháng đúng không? Ừ, 2 cân dưới 1 tháng. Thế là cứ vị chi giả 1 tháng là Mạnh là đi hết là thêm là 100.000 nữa. Là 1 tháng là ông phải đi kiếm được 200.000 cô bác. Đấy, còn ông còn lo thêm là thêm nhiều cái nữa cô bác ạ. Thêm những cái khoản mà hai ông cháu ở nhà là ăn uống. Ở nhà là ăn uống, mua thực phẩm mọi cái. Còn là những lúc ốm đau nữa. 30.000 còn một buổi sáng đi họ còn mấy buổi 3.000, 4.000, 5.000. 3.000, 4.000, 5.000 nữa. Vâng. Nó là mua gọi là như kiểu tiền ăn sáng đúng không ông? À. Sứa của Mạnh thì ở nhà thì đã hết chưa ông? Hết rồi.
Bánh kẹo cũng hết rồi à? Bánh hôm nọ cháu mua cái loại mua cái bánh mà như kiểu thuộc dạng bánh mì ấy, thì là mỗi buổi sáng là cho Mạnh một cái với một lọ sữa là đi học, thì là ông không phải là mất tiền để mà là lên trên kia để mà mua nữa. Nhưng mà nó nhìn thấy thì cũng được. Nó nhìn thấy à? Thế là ông là phải lấy dấu đi thì mới được. Dấu không có chỗ dấu ấy, cái nhà. Thực sự ra thì nó thấy thì nó ăn hết. Thực sự ra thì ông thì rất là thương Mạnh cô bác ạ. Vừa rồi cháu Lực có nói từ giấu đi đấy, thì là giấu đi là không phải là không cho Mạnh ăn đâu, mà là giấu đi là sợ là Mạnh là cứ nhìn thấy là cứ đòi thôi. Tại vì là trẻ con thì nhìn thấy bánh lại sứa thì đòi. Thậm chí là cháu Lực đã nhìn thấy Mạnh là cháu Lực đã nhìn thấy Mạnh là nguyên một ngày là đã uống hết tầm 3 đến 4 lọ sứa rồi. Cứ nhớ đến là đòi thôi. Đòi. Mạnh thì đến tầm mấy giờ thì mới về không? Chiều nó tầm 4 giờ, 4 rưỡi thì về. 4 giờ, 4 rưỡi là về à? Mạnh thì đi học ấy thì không cần phải là ông đi đón, buổi sáng thì là đi đón. Chứ còn đến chiều thì khác là cùng các bạn ấy, cùng các bạn cũng như là hàng xóm ấy là về. Hàng xóm thì nói là hàng xóm của bác nhưng mà cũng cách khá là xa. Điện thoại của ông thì có dùng liên lạc được thoải mái đấy chứ ông? Vâng, thoải mái rồi. Thoải mái rồi đúng không? Vâng, lấy ạ. Ngoài đây cũng được. Vâng. Dưới này thì có vẻ như là ông trồng mía ở đây à? Không. Ôi, đây là cây gì đâu ông? Cây này ấy. Cây này này. Nó tự có là ông trồng. À, họ đã bị phát cho chồng á? Như kiểu là thu dạng thảo cỏ đấy, thảo quả đấy không nhỉ? Không phải đâu á. Cỏ thái dần đó. Nhưng mà cái này cái công dụng của nó là dùng để làm gì không? Cái này có cỏ đấy, ngâm rượu uống nhỉ? À, thế là cái quả này là có quả là dùng để ngâm rượu, đó chắc là một cái một vị bài thuốc gì đấy, đúng không? À. Hạt nó ngâm rượu thì nó đỏ à? À. À. Cả nước đỏ đỏ hết, cả hạt nó cũng đỏ đúng không? Ở dưới này thì có vẻ như là có nguồn nước không? Nguồn nước họ lấy đi. Nguồn nước họ lấy đi à? À vâng. À, thế là đấy có phải là thuộc dạng đất của nhà mình không? Đấy á. Vâng. Phải hết mà. Phải hết à? Đất của nhà ông đúng không? Vâng. Mà bên đây toàn đá này không làm được cái gì mà. Vâng, chỗ này thì nó là thuộc dạng là vực sâu quá ấy. Vâng, sâu nó suối to lắm rồi. Vâng. Vâng. Ông thì ở nhà là cũng chăn thêm là hai con lợn con cô bác ạ. Hai con lợn con đấy. Tuy nhiên là những cái thức ăn của lợn ấy, ông cũng gọi là đi ra ngoài hái những cái rau dại về thôi. Ngô này là ông tự trồng à? Có cả trồng cả thêm đúa này ông nhỉ? Nước này chắc là từ trên này xuống đấy ông nhỉ? Vâng. Vâng. Đi bên kia lấy rau lợn kia chứ ông? Đấy, với con lấy nữa à? Đủ chưa ông? Vâng. Bây giờ lấy để làm củi lấy lên nấu cơm không? Bây giờ đây để cháu cầm cho. Đây ông cầm rau lợn đi. Đấy, hai ông cháu thì cũng đến là tối rồi cô bác, thế là đến nấu cơm rồi ấy. Có vẻ như là dưới này có cái dòng suối khá là to đấy ông nhỉ? Mạnh có bao giờ mà ra đi tắm suối không ông? Không dám à? Vâng. Nhưng mà cũng phải để ý cẩn thận. Vâng, ôi cát dưới này thì có nhiều nhỉ? Dưới này thì có vẻ như là cát đấy cô bác có rất là nhiều chỗ này ấy.
Chỗ bên này có phải đất của nhà ông không? Đây có phải đất của nhà ông không? Chỗ Hùng này không phải rồi à? Cả cái nguồn nước kia đúng không? Thế là đất của ông là từ mấy cái cây cao cao này ra bên kia à? Vâng. Chỗ này ông có thả cá ở đây nuôi không ấy? Không có cá đâu à? Vâng. Thế Mạnh là một tí nữa Mạnh khắc về nữa chứ không? Không phải là đi đón nó nữa chứ không? Vâng. À lên ngay trên nhà trên này thôi hả ông? Vâng. Đây là chuối tiêu, ông đã bao giờ có buồng chưa? Có buồng à? Cái chuối này thì nếu mà một cây nào có buồng thì là chặt cả cây nó đi ấy, chứ không là nó không sống, nó không có buồng nữa ông nhỉ? Anh ra đây lấy cỏ anh. Quý ông để đây nhé. Thế là tối nay là cái này là gì đâu? Măng gì đây? Măng đắng. Măng đắng á? Măng đắng như này lấy ngâm như này thì liệu ăn con đắng không? Đắng ít. Ăn đắng ít à? Đắng như này thì liệu Mạnh có ăn được không? Mạnh không ăn đâu. Mạnh không ăn á? Thế là ông cho Mạnh ăn cái gì? Cho ăn. Cho có cái gì ăn đâu mà. À, có thế có. Còn là trứng còn thịt gì được không? Thịt rồi không có rồi. Thịt còn rồi. À thịt là không còn à? Vâng. Mới xào cơm nó ăn. Mới xào nguyên cơm ăn thôi á? Vâng. Mạnh thì có vẻ là lên trên nhà trên kia à? Vâng. 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 Mạnh thì thấy bảo là ông lên trên nhà trên rồi cho được thử lên trên nhà hàng xóm của ông xem này. Thế ông ở nhà nhá, cháu lên trên đây xem Mạnh nhé. Và những cái cột nhà của ông thì hầu như là nó cũng đã bị mục hết rồi cô bác. Có thể là phần trên thì chưa có bị làm sao nhưng mà cái phần dưới ấy nó có nước với lại chất thải của cái phân ấy, thành ra là nó bị mục hết. Đấy, nhìn thấy từ xa thì cô bác có thể nhìn thấy đây một cái ngôi nhà mà trong cái khoảng thời gian này thì thực sự ra rất là sợ cô bác ạ. Thời gian đấy nó có mưa với lại có gió báo rất là nhiều đấy, nó ảnh hưởng bởi cái thời tiết đấy. Cũng mong sao là trong thời gian tới thì cháu Lực sẽ vào tiến hành là trong thời gian tới thì cháu Lực cũng mong sao là sẽ nhận được thêm những cái phần trợ duyên của cô bác giúp cho hai ông cháu cất lên ở đây một cái ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh để cho hai ông cháu ấm cúng hơn một chút cô bác ạ. Đấy, có những lúc mà mưa báo như này thì cũng không sợ ảnh hưởng gì tới giấc ngủ của hai ông cháu cũng như là đến cái tính mạng của hai ông cháu cô bác. Ở đây mà nếu mà ngôi nhà này mà sập cái là coi như là tính mạng thì phải nói là còn không thể rất là khó giữ đấy các bác. Ở trên này thì có một cái ngôi nhà này, nhà của hàng xóm thôi các bác, không phải là anh em họ hàng gì cả. Trước kia thì là cháu được xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị
Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Nếu mà cô bác anh chị có theo dõi được từ đầu thì biết được rằng là nhà gốc của ông thì không phải là ở đây cô bác, mà là ở tít ở thôn bên kia. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì trong khoảng thời gian đó thì cũng bị là chính cái người chú ruột của mình là cướp đi cái ngôi nhà rồi, và trong đó thì con thì bị lừa sang Campuchia và con dâu của ông thì là bỏ đi theo người mới rồi, và vợ của ông thì cũng chết. Thành ra là chú nói nhiều quá thì ông mới chú nói kiểu không phải là không cho muốn cho ông ở cùng đấy, cho Mạnh ở cùng đấy, thì là ông với Mạnh là quyết định là ra bên này ở. Nhưng mà cái lúc mà Mạnh là ra bên này ở đấy, Mạnh còn là rất là bé cô bác ạ, thậm chí là còn chưa có được chưa được sinh ra đấy. Hầu như là vùng cao thì nhà nào cũng đều sống bằng những cái thửa ruộng bậc thang mà cô bác ạ, cho nên là cũng có rất là nhiều ý kiến của các bác nói rằng là mong muốn cho hai ông cháu là lên trên đường cái để ở ấy cô bác. Nhưng mà kiếm đất ấy, thực sự ra ở trên đấy cũng rất ít người bán, tại vì là những người nào bán thì người ta thực sự cần tiền ấy, thì người ta mới bán đất thôi. Mày ơi, mày ơi, mày ha, ui, chó to đấy. Phải lấy cây gì cô bác. Mày ơi, mày ha, mày ơi. Chó to quá, không dám mà đi vào nhà. Mày ơi, mày á, cái ba lô về đi, ra đây. Mạnh đâu rồi Quyên? Mạnh đâu rồi? Mạnh đâu rồi? Gọi về đi, ra đây. Gọi ra đây. Về đi Mạnh, ra đây. Ra đây. Này về luôn được cô bác ạ. Chó hung dữ quá cho nên là nó không có dám lên trên. Chỉ là ở dưới này ạ, dám ở dưới này gọi Mạnh thôi. Ở đây thì cháu được nhìn thấy là có một cái căn nhà thì cũng không thấy có ai ở nữa cô bác ạ. Thấy là khóa cửa rồi, không biết là có phải là nhà của hàng xóm trên này không. Trong thì cũng chẳng nhìn thấy có món đồ gì giá kỹ trị cả. Nhà này có phải nhà ở Quyết không? Hà Mạnh? Không phải á? Mạnh với Quyết là làm gì đấy? Quyết ra đây nào. Ra đây. Mạnh với Quyết là vừa làm gì đấy? Hả? Vừa đi học về đấy cô bác ạ. Mạnh vừa đi học về đúng không? Nào, khoanh tay chào con các bà nào, không nhặt nữa. Con chào các ông các bà. Ồ, nhìn ra đây, nói lại. Con chào các ông các bà. Con chúc các ông bà. Con chúc các ông bà thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều sức khỏe. Rồi Quyết, đây là Quyết đúng không? Nào Quyết chào con các bà cái nào. Ra đây, cho nó đẹp dai nào. Khoanh tay vào. Con chào các ông bà. Con
Con chào các ông bà. Rồi, thế là Mạnh với Quyết là đi học về à? Thế là đói à? Hình như là vừa mới ăn cơm đúng không? Đấy. Ăn cơm ở nhà Quyết à? Ờ, thế là Mạnh là đi học về là đói là ăn cơm nhà Quyết luôn à? Nhà Quyết có gạo nhiều không? Có. Có gạo nhiều à? Chắc là nhà Quyết thì cũng nhà có đất đai là đủ các bác. Nhà này có phải nhà Quyết không? Không. Không phải à? Thế nhà của ai ấy? Nhà của ông. Nhà của ông á? Ông của Quyết à? Ừ. Thế Mạnh có biết không? Biết. Biết à? Thế bây giờ mình đi về đi nhỉ? Quyết có đi về cùng Mạnh không? Có đi nhà Mạnh không? Đi, thế đi trước đi. Đấy, đi trước đi. Khoan, bên kia thấy con chó không? Rất là nguy hiểm. Con chó, chó đây phải vừa đi vừa nhìn đi các bác. Nó không sủa nhưng mà thì sợ rằng là nó đằng sau lưng nó chơi xấu lắm. Đấy, những cái con đường mà bé Mạnh là đi học với cô bác ạ. Đấy, đi rất là giỏi và rất là siêu. Đi cẩn thận nha, hai thằng nha. Mạnh thì là buổi sáng là ông đưa đi học, còn đến buổi tối thì là cùng bé Quyết là về các bác. Đấy, hai ông cháu thì sống trong một cái ngôi nhà ở trên thì được phủ bằng một cái lớp mà hôm nọ cháu Lực đi xuống chia sẻ thì các bác nhìn thấy thì các bác có gửi cho cháu Lực để mà mua cho hai ông cháu. Đợi đã mẹ ơi. Anh đi lấy cỏ à? Quyết với Mạnh thì ăn cơm no chưa à? Hả? No. Ăn no rồi à? Ăn được mấy bát đấy Quyết? Quyết ăn được hai. Mấy bát? Hai bát à? Bố mẹ Quyết thì đi đâu hết rồi? Hả? Bố mẹ đi đâu rồi? Có biết không? Không. Không biết á? À? Thế là về nhà không có bố mẹ ở à? Ừ. Thế là bố mẹ là đi làm nương làm giấy rồi cô bác à? Nào không trèo lên Mạnh ra đây. Không trèo lên. Quyết bảo với Mạnh đi, không được trèo lên trên đấy, không tí ngá đấy. Không à, tí Quyết đi về đấy. Tí Quyết đi về đấy. Đấy, rất là nghe lời của bác. Nói rất là xuống luôn. Thế là Quyết với Mạnh là ra đây. Đây, chú hỏi. Đấy, đứng ra đây. Quyết với Mạnh đi học thì có ngoan không? Ngoan. Ngoan à? Thế có biết hát bài nào không? Biết à? Thế Quyết với Mạnh thử biểu diễn một cái bài văn nghệ xem nào. Có phải bài teng eng không? Có phải teng eng không? Nào thử, Mạnh thử nói xem nào. Nói như nào? Nói to lên. Nào, đứng, phải đứng như Quyết đây này. Đứng như Quyết đây này. Nói như nào? Teng eng nhỉ? Nào Mạnh, bây giờ Mạnh không được dựa nhá. Mạnh thử làm thế nào? Làm thế nào? Teng eng á. Thế còn lên lớp thì cô giáo dạy hát bài gì? Hả? Nào Quyết, Mạnh như này. Đấy. Cô giáo dạy Quyết hát bài gì? Hả? Có biết bài vào không? Đi học về không? Có biết bài đi học về không? Không. Không biết à? Thế biết bài nào? Quyết có biết bài nào? Có vẻ như là thanh niên đang hình ngại các bác hỏi Mạnh cho nào. Nào Mạnh như thế này. Mạnh biết bài nào, bài hát bài nào? Biết bài nào? Nào không được bỏ tay lên mũi. Ừ. Biết Quyết là Mạnh là biết hát bài nào? Biết hát bài nào? Bài nào? Bây giờ nếu mà Quyết với Mạnh hát là một tí nữa chú cho tiền mai đi mua bánh.
Biết hát không? Hát không? Hả? Hát không? Có vẻ như là hai thanh niên vẫn còn đang là ngại ngùng một chút cô bác ạ. Nếu mà để nếu mà không ghi hình ấy thì là hát luôn đấy. Hãy cho hai anh em chơi đi. Xem ông là bên này là ông là chuẩn bị nấu cơm rồi không? Thế là rau lợn này ông có phải lấy băm không? Không cần băm á? Thế là cứ thế là cho là nấu lên thôi à? Cái này này gọi là cái gì không? Ông có biết tiếng phổ thông cái này không? Cái này thì nó là thuộc dạng là những kiểu là dại thôi các bác ạ. Để mà nói tiếng thì cho Lực cũng không biết. Thì cứ biết là nó là cỏ dại thôi. Ông với Mạnh là thường thường là nấu cơm là hai ông cháu là ăn bao nhiêu bát? Cơm á? Vâng. Cứ để nấu chín thì ăn được 3 bát. Nấu chín thì ăn được 3 bát à? Vâng. Thế nhưng mà để mà gạo ấy thì là gạo là nấu bao nhiêu bát? Gạo là 2 bát. Gạo là 2 bát à? Mạnh thì ăn được mấy bát cơm? 1 bát. 1 bát thôi á? Ờ. Ăn ít thế, ăn nhiều chứ. Thế dạo này thì Mạnh còn có sữa để uống không? Hết rồi à? Hôm nọ chú mua cho một thùng hết rồi à? Thế Mạnh còn muốn không? Muốn uống sữa không? Muốn thì bây giờ hát cho các ông các bà nghe một bài thế nào? Hả? Hát được không? Được à? Không. Không á, nhưng mà thế là Mạnh không ngoan rồi, Mạnh không biết hát rồi. Lần sau các ông bà không mua bánh cho nó không hát đấy. Có vẻ là đang hơi ngại đâu các bác ạ, nếu mà không ngại là hát luôn đấy. Không biết là đi đâu học à, chen à, về cứ te nghe suốt thời từ nãy đến giờ cứ nghe te nghe nữa. Nhờ. Hát thì không chịu hát, cứ te nghe nữa. Đấy, ông thì đi làm những công việc ở ngoài về, xong là hì hục là nấu cơm rồi các bác. Bóng đèn năng lượng mặt trời của ông thì có bị làm sao không? Nó vẫn sáng chứ? Sáng rồi. Dạ. À, nhưng mà nó vẫn lên đúng không? Và cháu chữa là hỏng rồi. Đấy, trước kia lên thì hai ông cháu là ăn cơm là dùng cái đèn pin mà đội đầu ăn cơm các bác. Trong đó khoảng thời gian vừa rồi thì cũng được là các bác yêu quý và được bà bé là gửi cái bóng đèn năng lượng mặt trời để cho hai ông cháu thắp sáng. Ở chỗ này thì nếu mà mưa quá thì không nấu cơm được rồi ông nhỉ, chỗ này ấy. Vâng. Cho như sáng nay thì không nấu được đâu. Vâng. Sáng nay thì là mưa to hả ông? Vâng. Mưa to lắm. 5 giờ đã nấu rồi. Nếu mà trời không mưa thì phát dương. À. À. Thế là hôm nay nếu mà trời không mưa là ông lên trên gọi là đi làm việc ở thôn đúng không? Không cho ai vắng được. À, thế là nếu mà ai vắng thì có bị làm sao không ông? Có bị phạt tiền. Bị phạt tiền à? Ai không đi là trăm dưới một ngày. Thế mưa như này thì có ở đây thì có mưa đá không ông? Hôm nay thì chưa có. Chưa có à? Thế mà mưa đá này phải nói là những cái tấm bạt của ông thì sẽ bị thủng hết đấy cô bác ạ. Chứ một lượng. Tháng 3 ươm đi mới mưa đá. Mới mưa đá à? Thế là không thể tránh khỏi được. Đi đâu lấy bật lửa về đấy hả Mạnh? Hả? Hả Mạnh đi đâu lấy bật lửa về? Mạnh thì hiện tại thì năm nay mới được 5 tuổi cô bác. Một cái độ tuổi mà hầu như là còn chưa biết chuyện gì cả. Chỉ biết là no, chỉ biết là ăn no là không gọi là như kiểu là không khóc thôi. Nhưng mà Mạnh cũng là một đứa trẻ mà phải nói là rất là hiểu chuyện các bác ạ. Khi mà đi học về không thấy ông ở nhà là cũng tự ở xung quanh nhà thôi. Còn để mà làm được việc gì ấy thì là Mạnh chưa thể làm được. Có thể là sang 1-2 năm tới thì khi mà Mạnh vào lớp 1, lớp 2 thì có thể là Mạnh là giúp đỡ được ông là nhiều hơn nhà ông nhờ. Bây giờ thì vẫn còn chạy nhảy là nhiều thôi. Nào ra đây xem nào. Ra đây xem nào. Nào.
Thế là đi học về là cùng Quyết khắc tự về à? Có bao giờ mà với Quyết đánh nhau không? Không đánh nhau đâu à? Tưởng là cùng Quyết đánh nhau ấy thì không ai chơi cùng với anh. Phải ngoan nhá, không được đánh nhau nhá, phải yêu thương nhau nhá mới Quyết đấy nhá. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Rồi. Siêu. Đói chưa? Mạnh đói cơm nhá. À vừa bảo lên trên nhà Quyết là ăn cơm. Vừa ăn cơm ở nhà Quyết rồi. Vâng. Thấy cháu lên thì thấy là hai đứa là đang ăn cơm rồi. Hỏi thì bảo là vừa mới ăn cơm xong. Thế là măng này là ông chế biến cách nào? Bẻ ra bí bị xào luôn. Bẻ ra bẻ bé bé để mà xào lên thôi à? Còn ở đây là những cái xô nước mà ông đi tận bên kia để mà xách về đấy cô bác ạ. À, những cái khối đá này thì ông để mà đem lên đây để mấy đứa gọi là xếp từ dưới kia lên để cho nó rộng cái chỗ nhà ở, một chỗ, nhà ở của bác ạ. Ngày hôm nay thì đi xuống với lại hai ông cháu thì cháu Lực cũng đã nói cái điều mà cháu Lực nhận được thì ông cũng chia sẻ thật là bây giờ như các bác cũng nhìn thấy nếu mà để mà bỏ ra số tiền là 30 triệu để mà đi chuộc con từ bên Campuchia về thì chắc chắn là ông không thể mà có được những cái món tài sản của ông giá trị nhất thì chắc là cũng chỉ là mấy con lợn bé bé ở dưới nhà thôi, mà con lợn thì chắc là cũng chả được bao nhiêu cả, tại vì là nuôi lợn thì cũng còn rất là nhỏ các bác. Còn cái thước phim này thì chắc là cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được cái thước ở đây thôi cô bác. Cho hai ông cháu nấu cơm rồi thì cháu Lực còn phải là di chuyển là đi về nhà nữa. Hôm nay đi xuống thì cũng rất là sốt sốt cô bác ạ. Không có mua được thêm cho hai ông cháu là thực phẩm gì. Thì rất là mong các bác sẽ thông cảm. Để lần sau cháu Lực xuống thì cháu Lực sẽ mua xuống cho ông là một thùng cá móng. Cá móng thì sẽ được nhiều hơn. Cá móng thì ông ăn thì vẫn được chứ, ăn không bị sao đâu chứ. Vẫn được thôi đúng không? Vâng. Thế là nồi cơm như này thì nấu cơm được, nấu được tầm bao nhiêu phút thì nó chín không? Ôi nóng hết. Đấy mẹ Quyết gọi đi về rồi. Vẫn không đi à? À là chơi Mạnh mẹ gọi đi về rồi là không muốn đi các bác. Đang chơi với lại Mạnh chắc là đang vui sao ấy. Đấy Mạnh ra đây chào tạm biệt các bạn nào. À đấy. Khoanh tay vào. Chào tạm biệt các ông các bà. Rồi vẫy tay. Rồi đi chơi với Quyết đi nhá. Còn chắc là có lẽ là cháu Lực cũng xin được kết thúc thức phim này thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Ông gửi một lời chào tạm biệt tới tất cả các bác ông bà trên kênh ông nhé. Tôi xin chào các bác, các chị nhá. Tôi xin cảm ơn, xin chào các bác, các chị. Chào ông nhé.